mùng 2 tháng 3 tại điện máy xe máy Huy Bộ đây ạ. Xin chào quý khách. Cửa hàng em Sương Sương xuất xưởng combo một lúc hai xe ạ, Abelette 125 ạ và Honda Vision ạ, Honda Vision phiên bản cao cấp ạ. Cửa hàng Huy Bộ vẫn hỗ trợ hoạt động bình thường ạ, vẫn lắp ráp xe bình thường cho quý khách ạ. Honda Vision màu hồng, màu mới, phiên bản mới, hàng có sẵn tại Huy Bộ mọi người nhé. Có hỗ trợ trả góp, trả trước, xe này là 0 đồng ạ. Abarth 125 ạ, Abarth 125, phiên bản cao cấp ạ. Bên kỹ thuật em đang hỗ trợ lắp ráp hai xe cùng một lúc ạ. Mùng 3 tháng 3 Tết Thanh Minh đấy ạ, khách hàng qua chốt xe Sương Sương. Cửa hàng em hoạt động full cả ngày mọi người nhé. Mua xe đạp hay là mua đồ điện tử mọi người ghé qua Huy Bộ em tham quan nhá. Còn rất nhiều hàng ạ, rất nhiều gian hàng ạ. Đây. Xe đạp điện từ 6 triệu hơn ở góc kia mọi người nhé, rất là nhiều luôn. Hôm nay anh em về ăn Tết cũng rất là đông rồi. Sương Sương xuất xưởng hai xe một lúc ạ.